Bạn đang bước vào 25 ngày cùng ODB đếm ngược đến lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, một hành trình khám phá về thông điệp mùa vọng. Tuấn Triều và Thanh Nhã rất vui được đồng hành cùng bạn trong hành trình này. Để khám phá thông điệp thứ 5 với tựa đề Sự ra đời đặc biệt, chúng ta hãy cùng suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Ê-sai chương 7 từ câu 10 đến câu 15 nhé. Đức Giê-hô-va lại phán với A-cha: Hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ban một dấu lạ, hoặc dưới vực sâu, hoặc trên trời cao. Nhưng A-cha thưa: Con sẽ không xin và cũng không dám thử Đức Giê-hô-va. Ê-sai nói: Này, nhà Đa-vít, hãy nghe đây. Có phải các ngươi cho rằng làm phiền người ta là việc nhỏ, mà nay lại muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ. Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật cho đến khi biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Thánh có rất nhiều em bé ra đời cách đặc biệt. Cain, em bé đầu tiên ra đời sau sự sáng tạo. Isaac, niềm hy vọng cho tương lai của dân Israel. Và Samuel, sự đáp lời cho lời cầu nguyện hết lòng của người mẹ. Tất cả đều vô cùng quan trọng, tất cả đều được mong đợi trong vui mừng, và tất cả đều được các trước giả Kinh Thánh mô tả hoàn toàn giống nhau. Trong mỗi trường hợp, chúng ta được cho biết rằng người mẹ sẽ mang thai và sinh một con trai. Bây giờ, hãy xem thêm một sự ra đời khác của một bé trai. Sự ra đời này được mô tả chi tiết hơn rất nhiều. Một vài từ sẽ không đủ để nói hết những gì chúng ta cần biết về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Trong sách Mi-chê, chúng ta biết về nơi Ngài sẽ được sinh ra là Bethlehem. Trong sách Ê-sai, chúng ta biết rằng mẹ Ngài sẽ là một trinh nữ, và Ngài sẽ đến để giải cứu dân Ngài ra khỏi tội. Trong Tân Ước, chúng ta cũng được cung cấp những thông tin quan trọng, chẳng hạn như tên gọi của Ngài và lý do Ngài được đặt tên như vậy. Nơi Ngài được sinh ra để làm ứng nghiệm lời tiên tri và việc cha mẹ phần xác của Ngài dự phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Sự ra đời của Chúa Giêsu đặc biệt hơn tất cả những sự ra đời khác. Sự Giáng sinh của Ngài đã làm thay đổi thế giới và có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Hãy cùng vui mừng tôn thờ Ngài. Chúng ta có thể đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Cha, cảm tạ Ngài đã sai con Ngài đến giải cứu chúng con như Ngài đã hứa. Chúng con vô cùng biết ơn Ngài. Và bạn biết không, Chúa Giêsu là món quà vĩ đại nhất mà chúng ta được nhận. Ước mong rằng thông điệp ngày hôm nay đã đem đến cho các bạn bài học bổ ích cùng nhiều sự nâng đỡ và khích lệ. Chúng ta có thể nghe thêm các chủ đề khác của ODB bằng cách nhấn like và subscribe. Cũng đừng ngần ngại viết vào phần bình luận bên dưới nếu quý vị có bất kỳ chia sẻ hay câu hỏi nào muốn gửi đến ODB nhé. Còn bây giờ, Tuấn Triều và Thanh Nhã phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.